mà cúng dường hoa để chúng tôi tặng cho quan khách thì đó chính là đạo hữu Diệu Như và người con, hai người con gái là Diệu Thiện và Duyên. Xin mời cô Diệu Như. Diệu Như và Diệu Hỷ đã phát tâm nấu những món ăn chay, mấy cổ tự mua đem lò ga nhỏ nhỏ, cái bình nhỏ nhỏ thế để nấu chứ không dám xài điện chùa vì sợ tội. Nấu đi chi để đãi mấy cái vị này ăn nó nổi mà họ mê, giờ không chịu ăn mặn, quý độ thấy chưa? Chứ mà nấu cũng ngon lắm, theo quý độ. Rồi bên cạnh mặt phụ cái đó phải có những cái cô mà bây giờ mặt nó đẹp ngồi chỗ đó đâu quý độ thấy đâu. 3, 4, 5 cái cô mà áo xanh đằng kia là Diệu Linh, tức là con của quan hậu điện lực đó, thưa quý độ. Thì cô đó bây giờ đang học bác sĩ thì đều đến thay để phụ dọn dẹp, là không kể mình là cái gì hết, và những cô đó đều đến phụ để nấu ăn và dọn dẹp ở chùa. Xin quý độ cho một tràng pháo tay. Và thưa quý độ, rằng hôm nay là cũng có sự hiện diện của tất cả Phật tử tại thành phố Toronto và các phụ Phật tử, cho nên chúng ta vỗ tay hoan nghênh tất cả Phật tử. Là có Phật tử thôi, Mông Ra đó mà chúng tôi không có giới thiệu tên, nhưng mà quý độ thấy mà lạ hơn những người ở chùa mình thì tức là Mông Ra tới. Xin giới thiệu quý độ Phật tử Mông Ra. Còn ngoài ra chúng ta lại có một phái đoàn Phật tử tại Ottawa, cái xưởng nhận thuộc Pháp Sư Hoàng Đi Sư là Trang Chuan. Yeah, this is a Pháp Sư Trang Chuan. Yeah, Phật tử Ottawa. Thì đó là những phần giới thiệu thành phần quan khách tham dự ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin trong 15 phút để tường trình tài chánh của chùa để quý độ biết rằng là sự đóng góp quý độ nó lớn lao đến mức nào. Và mong rằng quý độ tiếp tục, tại vì chùa hôm nay vẫn còn nợ 75.000 của 4 gia đình. Và chúng tôi nghĩ rằng là xin giới thiệu để quý độ thấy được là vì có những người cũng có duyên để cúng, nhưng mà có những người nghĩ rằng là cho chùa mượn không có lấy tiền lời. Thì thứ nhất là chúng ta xin giới thiệu đầu Diệu Mãn đã cho chùa mượn 50.000. Thứ hai là cho mượn 5.000 gia đình của tôi không biết tên rồi, chết rồi, quên tên rồi, thôi quý đủ, nhưng mà nhiều thứ quá, xin lỗi quý đủ, xin lỗi vốn cái gia đình đó là nhớ có Diệu Mãn. Thứ hai là Victoria Lâm, là ai đó tôi không biết, nhưng mà trong giấy tờ. Thứ ba là cái gì thật đó tôi không nhớ nữa. Và cái người thứ tư là, xin lỗi cái vị thứ tư cho tôi quên mất tên, xin lỗi quý đủ. Dạ, thì sau đây xin quý đủ nghe chúng tôi tường trình tài chánh của chùa. Now I have to let people know how much money we have and how much money we spend. I hope you don't sleep. Cô xây toàn là cả cái chùa 80.000 thôi quý đủ. Thì cổ đã cho chùa mượn 50.000. Cô Diệu Mãn ngồi đó cổ mắc cỡ mà cô cứ trốn ở trong đó hoài thôi quý đủ. Cái cổ còn mắc cỡ còn che miệng với ngôi vị Phật. Thưa quý đủ, vì nhận thức được một phần của mình hoằng pháp với độ sanh. Và có lẽ từ lúc chúng tôi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, chúng tôi vào chùa năm chúng tôi 7 tuổi. Năm nay chúng tôi 58 tuổi. 51 năm trường ở trong chùa. Chúng tôi chỉ có một hạnh nguyện duy nhất là đi đến đâu thấy chùa hư thì chúng tôi hay sửa. Không biết tại sao, có lẽ chắc tôi là công tác sau một kiếp trước cũng không biết. Thành ra đi đến đâu thấy chùa nó hư thì tôi khó chịu quá đi. Và đến chùa Hăng Nghiêm từ tháng 7 năm 2003 khi Hòa Thượng ngã bệnh. Và Hòa Thượng không nói được, không đi được. Và chúng tôi đưa Hòa Thượng qua Chicago. Và tại chánh điện của chùa Phật Bảo, chúng tôi đang quỳ xuống và thưa với Hòa Thượng là Hòa Thượng an tâm chữa bệnh, con sẽ thay thế Hòa Thượng để xây cất chùa Hoàng Nghiêm đúng như tâm nguyện của Ngài. Và lúc đó thì chúng tôi chỉ nghĩ điều là mình hứa cho Hòa Thượng hết bệnh thôi. Nhưng mà thưa quý độ, Đức Phật dạy rằng mình mà nói cái gì mình không làm thì mình sẽ mắc cái lời hứa đó ngoài. Thì tôi không có nghĩ là tôi hứa mà tôi làm. Nhưng mà không ngờ rằng khi chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy chùa suy sụp, chùa quá sức dơ, chùa nó không có một cái gì đủ điều kiện với hợp pháp với chánh phủ hết. Hơn 24 năm qua, chùa
chùa Hoa Nghiêm thành hình, chưa có một sự sửa sang nào hết một cách đáng kể mà quý độ đã thấy ngày hôm nay. Do đó cho nên chúng tôi đã yêu cầu ban trị sự cũ nghỉ và xin giao lại tất cả cho chúng tôi, chỉ một điều duy nhất là để xây chùa Hoa Nghiêm, chứ không phải lấy chùa để làm trụ trì hội trưởng. Chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi chỉ muốn nắm trong tay tất cả để chúng tôi có thể quyết định. Vì nếu có ban trị sự phải hỏi ý kiến thì mỗi người một ý kiến thì không bao giờ chùa hoàn thành hết. Người này chịu, người kia không chịu, người này muốn như vậy. Thì thưa quý độ, do đó chúng tôi đã quyết định yêu cầu ban trị sự cũ nghỉ hết và xin giao lại. Thì ngày 22 tháng 4 năm 2007, chúng tôi chính thức nhận lại trách nhiệm và tài chánh của chùa. Thì ban trị sự cũ giao lại cho chúng tôi tại trong account của chùa 34.378 đồng 77 xu. Và cái thôn deposit mà cái số tiền quý độ có nhiều quá thì các vị đã mua để trong cái gì đó long thôn đó, số tiền đó là 319.450 đồng 51 xu. Như vậy thì chúng tôi nhận cái tài chánh của ban trị sự cũ trao lại trong tay chúng tôi là 353.829 đồng 28 xu trong suốt 24 năm qua. Sau đó các vị đã đồng ý để mua cái nhà bên đây là vì nghĩ rằng sẽ sửa cái này rồi mượn cái bên đó để làm cái chỗ để sinh hoạt trong khi chờ cất lại bên đây. Thì thôi mới đủ, sau khi mua rồi thì họ mắc vào cái một cái điều lệ của chính phủ là bất cứ một hội tôn giáo nào mua một cái tài sản đó thì không được quyền bán lại. Thì sau khi chúng tôi lấy chùa lại thì chúng tôi đã quyết định phải bán bên đó mới có thể sửa chùa Hoa Nghiêm, là vì số tiền 353.000 không có được cái gì hết. Thì chúng tôi phải chạy luật sư gần 8.000 đồng để tách cái ngôi chùa, cái ngôi nhà bên đó ra khỏi cái hội và bán cái nhà đó với số tiền là 357.503 đồng 36 xu. Thì số tiền của ban trị sự cũ giao lại với cái tiền bán nhà cộng lại tất cả là 711.332 đồng 64 xu. Đó là số tiền mà chúng tôi có trong tay. Thì sau khi chúng tôi ký công tra với nhà thầu và họ bắt đầu họ đặt phá rồi họ làm, thì chúng tôi bị cái nhà thầu thứ nhất mà quý độ sẽ coi ở trên cái slide số, họ gạt thưa quý độ. Thì chúng tôi đang còn chờ để quyết định bao nhiêu tiền họ sẽ trả lại cho chùa. Thì thưa quý độ, số tiền 711.000 đó chúng tôi đã nhờ một vị công tác đặc biệt, tức là accountant ở tại Montreal, và họ sơ lược tất cả hồ sơ từ năm 2000 cho đến 2007 khi chúng tôi nắm lại cái chức vụ ở trong đây. Thì cổ đã liên lạc được với chính phủ và chùa đã lấy lại được hai thuế. Cái thuế thứ nhất là cái gì nó không biết nữa, tôi thì không có làm cái gì accounting, nhưng mà cái thuế thứ nhất là cái chữ G đầu tiên đó, GST đó, họ trả lại cho chùa 7.029 đồng 31 xu là trong suốt 5 năm qua. Thứ hai là PST, họ trả lại cho chùa 2.964 đồng 05. Thì hai số tiền này cộng lại với cái tiền điện ở bên đây mà mỗi tháng phải trả, thì khi bán cái nhà thì Hero Toronto đã trả lại cho chùa được 1.352 đồng. Do đó sau đó cái số tiền tất cả cái này chúng tôi đều đề vô vào trong cái long term. Thì cái tiền lời cho đến 2007 ở trong cái số tiền mà chúng tôi để trong đó là 10.909 đồng 54 xu. Thì như vậy thì số tiền có trong tay là cộng lại thuế này kia cái nọ là được 733.588 đồng 22 xu. Khi chúng tôi ký công tra, chúng tôi kêu gọi Phật tử đóng góp, thì đây là cái số tiền cúng dường mà thôi chứ không phải tiền mượn. Tiền mượn là 75.000 không cộng ở trong đây. Từ tháng 4 ngày 24 tây 2007 cho đến tháng 10 ngày 19 2008, Phật tử đã cúng dường tiền để sửa chùa 382.744 đồng 07 xu. Cũng được như vậy thì chỉ có còn 14-15 tháng mà quý độ đã đóng tiền cho chùa để sửa chùa được cái số tiền mà chúng tôi không thể ngờ là 382.000 thưa quý độ. 382.000 đó chúng tôi cộng với 733.000 thì chúng tôi có trong tay được 1.116.332 đồng 29 xu. Quý độ thấy tôi giàu ghê chưa? Giàu quá rồi, giàu cho nên người ta tôi là phú tăng, là tại vì có tới 1 triệu bạc.
Nhưng mà thưa quý độ là có 1 triệu bao nhiêu, nhưng mà trong đây nó không nặng được, nó rớt ra ngoài, quý độ thấy